xin chào cả nhà thân thương. Công trình của em hôm nay tới đây rồi nè cả nhà. Hôm nay ở ngoài cây cối đồ dọn sạch sẽ hết trơn rồi, là nó lòi ra cái góc là nhìn nó thoáng liền luôn á cả nhà. Còn bên trong thì cũng được chán rồi. Sao đây nó lủng đây hình lỗ rồi ta. À nó nứt nó thấm thấm nè. Này mới chán hồi sáng luôn cả nhà. Sao đây nó bị lủng hơn cái lỗ ở đây. Chéo nứt nè. Bữa nay dọn sạch sẽ ngoài này nhìn nó rất là thoáng luôn cả nhà, nguyên cái dòng nè. Chuẩn bị ngày mai ngày mốt nữa là mấy anh sẽ đổ cát vòng ở đây để mà chuẩn bị mình chán trắng lên. Mà em với ông chồng em làm tới bao nhiêu phân nữa chắc cũng phải lên cao cao xíu. Còn mấy cái cuộn kẽm này nữa nè, dính nó nguyên ngay cục điện rồi cả nhà, ngay cục điện ngay góc luôn, nhìn nó rất là thoáng luôn á cả nhà. Hôm nay á hả, mấy anh làm vài ve áo phía đằng kia nó mắc cây cột rồi, là cả nhà không có thấy. Mình chút xíu sẽ quay cho cả nhà coi xung quanh nó mấy cái cây trứng cá này nè, em chừa lại để lấy cái bóng mát chứ để chặt nó thì nó dễ rồi, nhưng mà ít bữa rồi cái nó nắng quá trời nắng nên thôi em suy nghĩ cái em chừa lại em mới chặt, chứ lúc đầu là em định là chặt hết trơn luôn, mà chặt hết trơn nó nắng dữ lắm, nắng. Tại cái hướng phía trên em đây là hướng nam nè, chứ mà em là hướng nam nè. Còn bên đây là hướng đông, thì đông thì nó nắng buổi sáng. Còn hướng nam thì quanh năm suốt tháng nắng quá trời nắng luôn. Trời ơi, giờ mới thấy cái cột này nó siêu luôn kìa. Cột mà nó cong luôn rồi cả nhà. Chỗ này thì xe gai vô tấp nập rồi cả nhà. Đây là mấy cái dừa trái cây đồ nhiều lắm. Chứ mà em nó có cái dừa trái cây nè, ngọc hân nè, chuyên là dừa trái cây. Vòng đây là dừa rất là nhiều luôn, chuyên trái cây cả nhà. Còn có mùa thì sầu riêng, có mùa thì mít, tùy theo mùa. Còn phía trước mặt em bên đây nó cũng là một cái dừa trái cây nè, vòng đây dừa trái cây không à. Tắc nè, chanh nè, ổi nè. Tại ở đây mình ở quê, ở Tiền Giang á cả nhà, nên nó trái cây rồi nhiều lắm. Đây nè, cả nhà thấy xa cái anh kia đang chở mít nè. Mít là có quanh năm suốt tháng luôn. Sau này có dịp cả nhà mình đi đâu mà đi về hướng Cao Lãnh á, từ ngã ba Thái Chung đi vô có thể ghé em được luôn á. Từ đầu đường ngã ba Thái Chung, cái cả nhà quẹo tay phải là về Cao Lãnh nha. Còn chạy thẳng lên luôn là tất cả Mỹ Thuận, nhưng mà mình đừng đi Mỹ Thuận, là quẹo tay phải về đây khoảng chừng 6 km, chạy tới chợ Gạch Ruộng, có cái cầu chợ Gạch Ruộng mà chạy xuống đây chút xíu là gặp cái lộ này liền. Có cái lộ duy nhất nè, lộ này lộ mới chưa nha, nè lộ đường huyện 82. Đường này nó hướng về Cao Lãnh nè, cũng về Đồng Tháp luôn nha cả nhà. Nó bên đây là của mình là cộng Tiền Giang nha, còn nếu mình chạy thẳng luôn á là hướng về Hồng Ngự cũng được nữa, là về Mỹ An, Thanh Mỹ nè, về đường N2 cả nhà. Xe này ga vô tấp nập luôn, góc này là xe suốt luôn. Sầu riêng, trái cây, quýt, cam. Đầu đường này gọi là đầu đường lộ mới Tân Thanh. Bên đây là Tân Hưng, còn bên kia đường gọi là Tân Thanh nha cả nhà. Bên đây Tân Hưng, hai bên đường. Bước đầu là hôm nay là chán là cái nền nó xong rồi, giờ hả đợi ngày mai mấy anh chán thì có này nữa. Đây mấy anh của em đang làm quầy ve để cuối tuần. Phía sau này em cũng xây hết trơn lên này, bên đây cũng xây lên luôn rồi cả nhà. Hôm bữa là mình làm cái nhà vệ sinh ở đây cao ghê, bức thường ở đây rồi mốt lên đây là một
một cái nhà vệ sinh hai cái, mình làm một cái nhà tắm, một cái nhà vệ sinh, mà này hai cái chắc bước được rồi ha. Rồi cái bên nhìn nó thoáng quá trời thoáng luôn nè cả nhà, nhìn thấy đây nó cũng mấy rồi, bữa nữa cái lên thêm nữa nhìn nó cũng thoáng nữa, cho nó xong xuôi mình nó cũng nhẹ nhàng. Mấy cây này vô vòng quanh mấy anh dọn dẹp chứ mấy bữa trước cả nhà xem mấy video trước là thấy nó tùm lum hết trơn luôn, nhận gốc này nó cũng đỡ đó, tôi chống cho thêm cái cao á. Yeah.